Tin một vụ di dân Ban di dân giáo phận Phú Cường tổ chức ngày hội di dân theo sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco với chủ đề Hướng đến một chúng ta luôn rộng mở Hướng đến một chúng ta luôn rộng mở là chủ đề mà Đức Thánh Cha Francisco Cô đã chọn cho sứ điệp ngày quốc tế di dân lần thứ 107 sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 9 năm 2021. Trong tinh thần đó, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những người đang sinh sống, làm việc học tập ở xa quê nhà, không còn là những người kia mà chỉ có một chúng ta. Ban Di dân Giáo phận Phú Cường sẽ tổ chức Ngày hội Di dân năm 2021 với chủ đề Yêu và hành động như Thánh Du Xe. Chương trình Ngày hội Di dân vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy Thứ Sáu ngày 30 tháng 4 năm 2021 Phần thứ nhất, chúng ta cùng hành động như Thánh Du Xe, Giải bóng đá Du Xe Cúp Ngày hội Di dân năm 2021 Thời gian từ 7 h 30 đến 11 giờ thứ sáu ngày 30 tháng 4 năm 2021 và thứ bảy ngày 1 tháng 5 năm 2021. Địa điểm tu viện lời Chúa tỉnh dòng thừa sai Đức Tin Việt Nam. Thứ bảy ngày 1 tháng 5 năm 2021 13 giờ đến 13 giờ 45 tiếp đón nhận tài liệu. 14 giờ khai mạc, 14 giờ 15 đến 14 h 30 sinh hoạt khởi động. 14 giờ 30 đến 16 giờ 30, phần thứ hai, chúng ta cùng phân định để hành động. 14 giờ 30 đến 14 giờ 45, cuộc số 1, Thánh Du Xe, mẫu gương lao động. 15 giờ đến 15 giờ 45, cuộc số 2, chuyên đề về tình yêu và hôn nhân công giáo. 16 giờ đến 16 giờ 45, cuộc số 3, hỏi đáp về đời sống hôn nhân gia đình. Trong khoảng thời gian 16 giờ đến 16 giờ 45, lãnh nhận bí tích hòa giải. 17 giờ đến 18 giờ, phần thứ ba, chúng ta bước trên con đường tình yêu cùng với mẹ và thánh du Xe. 17 giờ đến 17 giờ 30, cung nghinh đức mẹ và thánh du Xe. 17 giờ 30 đến 18 giờ, hội kèn tổng hợp, diễn nguyện và dâng hoa. 18 giờ đến 19 giờ, phần 4, Chúng ta đến với Chúa Kitô phục sinh qua mẹ và Thánh Du Xe. 18 giờ đến 19 giờ, Thánh lễ tuần năm mùa phục sinh. 18 giờ đến 19 giờ, Thánh lễ Chủ nhật tuần thứ năm mùa phục sinh, cầu cho người di dân. 19 giờ đến 21 giờ phần 5, chúng ta cùng mẹ và Thánh Giuse thắp lửa yêu thương. 19 giờ đến 19 giờ 15, ăn tối nhẹ, trao giải Du Xe Cúc. 19 giờ 15 đến 20 giờ 45 giao lưu văn nghệ, 20 giờ 45 đến 21 giờ hồi tâm cuối ngày bế mạc. Ban di dân giáo phận Phú Cường tha thiết kính mời quý cha, quý tu sĩ, toàn thể cộng đoàn dân chúa và đặc biệt là những người đang sống xa xứ về tham dự ngày hội di dân năm nay. Xin quý cha xứ vui lòng tạo điều kiện thuận lợi để đoàn chiên của Chúa được hưởng trọn niềm vui ngày hội này. Xin mời tham dự viên đăng ký theo đường dẫn dưới phần mô tả và tham dự tại trung tâm mục vụ giáo phận Phú Cường, số 9 Nguyễn Văn Bé, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.